Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thì một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống nước ta. Từ ngày mai thì miền Bắc sẽ chuyển rét, cùng với đó là mưa nhỏ. Theo cơ quan khí tượng, vào chiều tối và đêm nay 26 tháng 2, không khí lạnh sẽ tác động đến miền núi phía Đông Bắc gây mưa. Gần sáng ngày 27 tháng 2, không khí lạnh lan rộng khiến Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ. Đồng thời, các tỉnh Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất 15 đến 18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Đây là mức nhiệt thấp về đêm và sáng sớm. Ban ngày thì nhiệt độ vẫn ở vào ngưỡng 19 đến 21 độ và trời lạnh. Cơ quan khí tượng nhận định các tỉnh Tây Bắc Bộ, Nghệ An và Hà Tĩnh ít chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên thời tiết ban đêm chỉ chuyển lạnh. So với những ngày trước đó thì mức giảm nhiệt của đợt lạnh này cũng không đáng kể. Cũng theo cơ quan khí tượng, thời tiết Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ những ngày tới không thay đổi nhiều. Nền nhiệt khu vực giảm so với trước đó nhưng vẫn ở vào ngưỡng 20 đến 26 độ. Với mức nhiệt này, người dân chỉ cảm thấy lạnh về thời điểm đêm và sáng sớm. Tác động chủ yếu của đợt không khí lạnh lần này là gây mưa cho miền Bắc. Tuy nhiên, mưa chỉ rải rác và không kéo dài.